nặng nặc luôn, nói là đã biết thì trước sau gì cũng phải làm thôi, bây giờ mày cứ quay trước đi rồi phát không chuyện cứ tính sau. Một lần nữa thì Thành phải nói lên một cái lời cảm ơn rất là sâu sắc đến tất cả mọi người. Đây là một tập thể, là một gia đình đã gặp nhau rồi, đã làm với nhau rồi. Thì tôi hy vọng, rất là hy vọng là cái bộ phim này sẽ ra rạp vào Tết năm nay và nó sẽ là một cú hit để có thể mang khán giả tập cho họ có được cái thói quen là trở lại làm phim để xem phim, ủng hộ cho phim Việt Nam thật là đông. Dạ. Bữa nay em cảm ơn Bình Zoom Square đã tạo không gian tuyệt vời cho anh em mình ăn nhậu nha. Anh em lấy không xây không về nha. Bữa nay có đây làm gì cảm ơn Bình Zoom Square.